chiều nay, quận Bình Thủy khởi động chương trình truyền thông triển khai và tập huấn cài đặt ứng dụng Cần Thơ Smart, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nhân dân trên địa bàn. Chương trình truyền thông diễn ra trong khoảng 90 ngày, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023. Tổ công nghệ số cộng đồng của 7 phường cùng với 3 doanh nghiệp viễn thông là VNPT, Mobifone và Viettel sẽ hướng dẫn đến các hộ dân trên địa bàn tiếp cận ứng dụng Cần Thơ Smart, cài đặt định danh điện tử VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Các ứng dụng này góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu việc đi lại trong quá trình giao dịch hành chính cho tổ chức và cá nhân.